Để hiểu vì sao cần gây quỹ Proact, thời gian qua, cộng đồng Việt Nam Berkeley đã làm gì, vân vân. Hàng trăm tài liệu Việt Anh được phát đến người tham dự và dành hẳn một trang để đồng hương ghi các câu hỏi hoặc góp ý sẽ được trả lời bằng thơ hay email. Nội dung các tài liệu như sau. Các điều căn bản về luật Proact, nền dân chủ không những cho người dân quyền bầu cử và quyền tự do ngôn luận, mà còn phải được thể hiện qua một chính quyền trong sáng. Đạo luật Proact nhằm duy trì tinh thần dân chủ qua cách bảo vệ sự trong sáng của các cơ cấu chính quyền thuộc tiểu bang California, mà thành phố San Jose là một. Luật Proact cấm các nghị viên bàn luận hoặc bí mật họp riêng và thảo luận về một vấn đề đặc biệt trước khi đưa ra nghị quyết trước công chúng. Khi có những viên chức của thành phố vi phạm luật Proact, thì người dân có quyền tiến hành một vụ tố tụng dân sự để đòi thành phố phải canh cãi và sửa đổi một quyết định nào đã mang tính vi phạm luật Proact và phải tránh các vi phạm khác trong tương lai, hầu giữ chính quyền được quang minh và gìn giữ nền dân chủ. Tóm lược vụ kiện, 30 tháng Giêng 2008, James Chadwick, luật sư của cộng đồng Việt Nam Berkeley, đã tống đạt một văn thư đòi hỏi thành phố phải canh cãi và sửa đổi nghị quyết chọn đặt tên Sài Gòn Business District do đa số các nghị viên đã bí mật bàn luận trước buổi họp công khai ngày 20 tháng 11, 2007, đưa đến sự vi phạm luật Proact. Xin ghi nhận, luật Proact bắt buộc văn thư này phải được tống đạt trước khi tiến hành vụ kiện thành phố. Ngày 29 tháng 2, 2008, luật sư Chadwick, đại diện cho cộng đồng Việt Nam Berkeley, chính thức nộp trình tòa án tố trạng thư, đơn kiện về sự vi phạm luật Proact. Đơn kiện yêu cầu tòa ra án lệnh 1. Bãi bỏ việc đặt tên Sài Gòn Business District ngày 20 tháng 11, 2007, buộc thành phố San Jose phải công khai xác nhận đã vi phạm luật Proact, và 3. Nghiêm cấm thành phố có những hành động vi phạm luật Proact trong tương lai. Ngày 4 tháng 3, 2008, Hội đồng thành phố San Jose mở phiên họp liên hệ đến nghị quyết đặt tên Sài Gòn Business District ngày 20 tháng 11, 2007. Kết quả, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu bãi bỏ tên Sài Gòn Business District, nhưng đồng thời cũng quyết định là bỏ hẳn việc đặt tên khu vực thương mại trên đường Story diện dẫn vào bản thỉnh nguyện vừa được đệ nạp cho Hội đồng thành phố với 92 chữ ký yêu cầu không đặt tên gì cả. Ngày 6 tháng 3, 2008, rất nhiều thương chủ mà chữ ký của họ được liệt ghi trong danh sách 92 chữ ký kèm theo bản thỉnh nguyện nói trên lên tiếng khiếu nại rằng chữ ký của họ hoặc là bị ngụy tạo hoặc là đã được yêu cầu ký tên cho các vấn đề khác trước đây. Xin ghi nhận, một đơn kiện ông Henry Lê, tức Lê Văn Hướng của hệ thống bánh mì Lee Sandwich bởi những nạn nhân trong thỉnh nguyện giả mạo này hiện đang được tiến hành tại tòa thượng thẩm quận hạt Santa Clara. Ngày 25 tháng 3, 2008, Hội đồng thành phố lại mở thêm một phiên họp nhằm biểu quyết lại về vấn đề đang tranh chấp. Lần này, Hội đồng thành phố biểu quyết chấp thuận cho tạm thời treo các tấm phướng và biển chào mang tên Lido Sài Gòn tại khu thương mại, nhưng với điều kiện chỉ được dùng trong thời gian 3 năm. Đồng thời, thành phố San Jose không chịu tài trợ cho những chi phí này, mà còn bắt cộng đồng Việt Nam hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho những tốn kém này. Ngày 4 tháng 4, 2008, Ban đại diện cộng đồng Việt Nam Berkeley nộp bản cải biến tố trạng thứ nhất, First Amendment Complaint, và nêu thêm phần khiếu tố về sự vi phạm đạo luật về tài liệu và văn khố công cộng California sau khi thành phố San Jose từ khước chuyển giao tất cả tài liệu liên quan đến nội vụ theo yêu cầu của cộng đồng Việt Nam Berkeley. Tháng 5 cho đến tháng 8, 2008, trong tháng 5, 2008, thành phố San Jose đệ nạp kháng biện thư, một thủ tục yêu cầu tòa bác đơn kiện. Luật sư Chadwick nộp thủ tục bác luận opposition. Ngày 25 tháng 7, 2008, chánh án Thompson nghe luật sư đôi bên tranh biện xong và liền tức thì ra phán quyết bác bỏ kháng biện thư của thành phố San Jose và chỉ thị cộng đồng Việt Nam Berkeley nộp bản cải biến tố trạng thứ nhì. Luật sư Chadwick đã nộp tiếp hồ sơ bổ túc này trong tháng 8 2008. Từ tháng 9 2008 đến tháng 2 2009, cộng đồng Việt Nam Berkeley bắt đầu thủ tục discovery, giai đoạn thu thập tài liệu và bằng chứng từ phía bị cáo. Luật sư của cộng đồng yêu cầu hỏi cung Madison Nguyễn và Forrest Williams. Lúc đó, thành phố San Jose đề nghị các cuộc thương lượng và điều đình với ban đại diện cộng đồng Việt Nam Berkeley dưới sự điều họp của một chánh án tòa thượng thẩm, với lý do nếu kéo dài một vụ kiện đến khi có phán quyết sẽ gây nhiều tốn kém cho cả cộng đồng Việt Nam Bắc Cali và tiền thuế của người dân tại San Jose. Xét thấy, việc điều đình có thể là một giải pháp tốt đẹp, chúng ta đã đồng ý thương lượng và thảo luận với thành phố San Jose. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng và đàm phán không đạt đến một sự thỏa thuận. Trong tháng Giêng 2009,
chúng ta tái tục sự thu thập bằng chứng và làm thủ tục để hỏi cung Madison Nguyễn và Forrest Williams. Đồng thời, chúng ta tiếp tục yêu cầu thành phố phải cung cấp và trao các tài liệu nói trên. Tháng 3 cho đến tháng 4 2009, luật sư James Chadwick thực hiện việc hỏi cung Forrest Williams và Madison Nguyễn. Sau những lần lấy lời khai của Forrest Williams và Madison Nguyễn, văn phòng luật sư thành phố thông báo là họ sẽ xin lệnh của tòa để ngăn cấm không cho ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc Cali được phổ biến các bản ghi chép tóc ký và băng video của những cuộc hỏi cung Forrest Williams và Madison Nguyễn đến các thành viên cộng đồng Việt Nam Bắc Cali hoặc truyền thông báo chí. Họ cũng cho biết sẽ nộp khẩn cấp thư Ex Parte Application xin tòa cấp ngay một lệnh bảo hộ tạm thời Temporary Protective Order và kế đến là sẽ lập thủ tục để nộp tòa án xin một lệnh bảo hộ vĩnh viễn Permanent Protective Order. Vì lưu tâm đến phí tổn cho thủ tục chống lại việc thành phố nộp đơn xin lệnh bảo hộ tạm thời lẫn kiến nghị xin án lệnh bảo hộ vĩnh viễn, đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đã ký một bản điều kiện ước Stipulation thuận cho thành phố được có lệnh bảo hộ tạm thời. Tuân thủ theo đó, đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc Cali sẽ không phổ biến các bản ghi chép tóc ký và bản video của các cuộc hỏi cung cho đến hết ngày 30 tháng 5 2009. Các bản ghi chép tóc ký và video vừa nói vẫn được dùng làm bằng chứng tại phiên xử, tại tòa hoặc dùng cho kiến nghị xin phán quyết giãn lực. Summary Judgment. Đổi lại, cộng đồng Việt Nam Bắc Cali cũng đã nộp khẩn cấp thư Ex Parte Application xin tòa ra lệnh cho thành phố San Jose không được phá hủy hoặc thủ tiêu bất cứ bằng chứng nào đang có. Sự dữ liệu này dựa vào một phần tin tức lấy được trong cuộc hỏi cung Forrest Williams. Vị chánh án cho biết cộng đồng Việt Nam Bắc Cali được luật cho phép xin lệnh buộc thành phố lưu giữ các chứng cứ, tài liệu và ông cũng ra chỉ thị hai bên phối hợp với nhau để ấn định phạm vi khả thi này. Chúng ta chờ đợi tòa sẽ sớm ban hành án lệnh bảo lưu chứng tích do chủ tịch yêu cầu. Việc sắp đến, khoảng đầu tháng 5, thành phố San Jose sẽ nộp kiến nghị xin lệnh bảo hộ vĩnh viễn. Lúc đó, cộng đồng Việt Nam Bắc Cali sẽ thông báo cho các thành viên của cộng đồng biết khi kiến nghị đó được thành phố San Jose đệ trình cho tòa. Và chúng ta sẽ cứu xét có nên quyết định nhờ luật sư chống lại kiến nghị hay tìm một sự thỏa thuận nào đó, hòng tiết kiệm án phí. Cuộc hỏi cung Madison Nguyễn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn dự định tiếp tục việc này trong tháng 5 hoặc tháng 6 2009 sau khi tiếp nhận toàn bộ hoặc hầu hết các tài liệu chúng ta đã yêu cầu thành phố chuyển giao. Nếu thành phố không đưa các tài liệu mà chúng ta được phép đòi, thì chúng ta sẽ nộp thỉnh nguyện để tòa bắt buộc sự chuyển giao tài liệu. Chúng ta cũng muốn lấy được lời khai của người dân khác nữa. Sau khi hoàn tất giai đoạn phát hiện bằng chứng Discovery, chúng ta sẽ lập thủ tục xin xử án và phán quyết cho vụ kiện này. Để biết thêm chi tiết về vụ kiện và chuyển lưu vào computer các tài liệu đã phổ biến công khai, xin mời quý vị vào Thiên Hồ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục theo đuổi và chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ của quý đồng hương vì danh dự của cộng đồng, vì những cái công tác mà chúng tôi đang làm trong thời gian sắp tới và kèm theo nhiều phần Việt ngữ. Nếu muốn, quý vị có thể đến tận tòa án tọa lạc tại số 191 đường số 1 San Jose, California để xin coi hồ sơ của vụ kiện này. Hồ sơ số 1-08-CV-107082 Vietnamese American Community of Northern California vs. City of San Jose, hoặc có thể vào website http://www.scelfservice.org/viet/default.stm. Về luật sư James Chadwick, là vị luật sư chính đại diện cho cộng đồng Việt Nam Bắc Cali. Ông ta hiện là một thành viên của tổ hợp luật sư Stefan Mullen, chủ tịch của khối liên kết cho tu chính án thứ nhất thuộc tiểu bang California. Ủy ban pháp lý tìm được ông Chadwick qua California First Amendment Coalition, trong khi ủy ban đang tra cứu về Brown Act sau ngày 20 tháng 11 2007, muốn tìm đọc các phân tích của Brown Act của luật sư Chadwick hoặc xem video trình bày về Brown Act của ông, xin vui lòng viếng địa chỉ www.vacnorcal.webs.com.